Hello, my lord. Hello, everyone. Today we have some chicken variations for sale. So this one is $95. This one fully roasted, have the buffalo barbecue on the side, a lot of baby. $95. With a lot of baby, $150, fully roasted. This one, fully roasted, very good. Boba leaf, $90. Fully roasted, got him the very good. $90. Fully roasted. $35. Crusted. Fresh Fauci. $70. Crestus. Long side. $60. Crested bonsai, $90. Look at that, fully rooted. Crested bonsai, but the big and huge one. This one really, really tall. Very hideous. Voodoo, very good crested. This one really big. Very good, this side, new. $700. Fully roasted. Very good. Division. Last 100. Really big. Division crested bonsai. This is crested. 100. Look at the baby. This is the deep side. Very good. 100. Fully rooted.
bonsai variegated. Teacup. One crack, two crack, three crack, 150. Variegated green, green row. They're gonna turn green and yellow. $90. This one, $50. Variegated green row, turn green and yellow, $50. This one has been yen, crafted, variegated, bonsai leaf, $65, variegated. This way, fashion, crafted. $90. Today everything is correct. This one, breakfast, $60. This one is teacup fancy, $60. This is variegated queen goose. $100 bonsai. Give me that. $100 bonsai. Medusa cluster. Teacup. $90 with pop. Big bang. $140. With pop, $200 total. With pop at $200 total. The follow will be there. Sunbuck. Half moon. A lot of variegated. Yellow. $100 for the plant only. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very tall. You see my hand? This is really old and very mature. $100 for the plant only. The pot is $65. This one, the body really beautiful, the shape is beautiful, and the color of the variegated is really shabby. This one very big and rowdy. $190 the whole set. Plant and pop, the plant only,
120. Really big and tall. This color really rare and rounded. This one is really beautiful too. Mitchiri onion, really tall. 190 in Loudoun Park. Very mature, very old. 120, 90 in Loudoun Park. $150 in Loudoun Park. Color pretty pretty. Dark teal and dark purple lips. $150 in Loudoun Park. $290 in Loudoun Park. If the brand only is $250. This is very beautiful. Variegators. I'm gonna turn pink. Let's see. I will skip the car. This one is really pretty. This one, the plant only 100. This one, the plant and pot is plant and pink pot is $60. $60 plant and pot for this one. Nặng thôi, màu đẹp lắm mọi người, thấy không? Nó đâu có sọc bà thì kiếm trên giữa này. Cây đẹp, màu đẹp, cái chậu cũng đẹp nữa. $170 in Loudoun Park. This is the rare plant ha. Cái cây only luôn là 110 đồng là cây only nha. Cái này là hàng rare lẻ. Nó có cái sọc tím nè, xanh trắng tím nè. Cái màu nó lạ lắm mọi người. Xanh trắng vàng tím. Rất là lạ. Cái chậu không thì là 65 đồng.
This one is $120 for the plant only. This is very, very cute. Small, very small and tiny. Cute row. See? Super cute. Practice. $390, $390. Cái bông nhỏ xí nha mọi người, bông hồng nhỏ xí chút nị, $390. Cái này là nó có bị nứt ở chỗ này nha, chứ không là nó sẽ là $450. Nhưng mà nó khô rồi nha mọi người, cái này nuôi lâu lắm. Bông hồng nhí nha mọi người, nhỏ bằng có một dáng đẹp lắm mọi người. $150. Variegated. Okay, let's see. Cái này đẹp. $140 for this plant. The pot is $20. Cái này bữa nay cũng quá. Cái này retro. Cái này là $115 nha, $115. Nó có cái khoét này nhiều bông quá, chính giữa nè. Rồi là nó có một cái chùm extra on the right side. Fully rooted nha, cây này là fully rooted, là quá nhiều bông nha. Cái này mình thay chậu chui đi là đẹp lắm á, bông đỏ nhiều vàng á. Nè quá chơi bông luôn nè. Fully rooted rồi nha mọi người, cây này hoàn hảo, không có bị gì hết nha mọi người, lá khô thôi. Cây này mình nhấc lên là rễ không á. Thấy không? Đó. Cái này mình cho vô chậu chắc đẹp lắm, để mình ai thích thì lấy hết nguyên cây nha. Ai thích cây này ngon băng. 50. Còn cây này ngon để mọi người nè. Cây này hồng giang luster nha mọi người. Hồng giang luster thi cấp. 90 nha mọi người. $90. Ô, Ngân còn một cây. Bữa giờ ai cũng đi kiếm cây này nè. Red Rose. Cây này là 100 luôn cây luôn chậu nha mọi người. 80 cái cây ống liền. 100 thì luôn cây luôn chậu. Cây hoa sen này. Cái này là hàng va nha mọi người. Bông nhí. Nè đẹp lắm. Thấy không? Lượng rồng. Bông nhí tí hon nha mọi người. Mà hàng va thân dày.
cái này Ngân để cho mọi người là 190 đồng, 190, rất là dày dáng đẹp va nha, 190 đồng, đầy rễ nè, thấy không, rút lên là chắc đầy rễ luôn á, trong cái chậu con heo ha, 190. Look at this, the flower super cute luôn á. Cái này cây nhiều hoa lắm mọi người, không hoàn hảo nha, cây không bị gì hết á. Có cây Medusa bự quá tròn do 90 cây này nha mọi người. Cái size là 90. Cái này super bang. Cái này là beauty bus. Gì pink lady. Rất tịch. Hàng va mọi người. $250. Nhiều màu quá nè, black rose nè. $200. Còn ngày Ngân sẽ tưới cây, tưới nước cho cây. Chắc còn ngày mai ngày mốt nghỉ là tưới cây rồi đó. Tưới buổi tối nha mọi người. Trời nóng quá. Tưới buổi tối. Cây nó sẽ healthy hơn. Cây này khỏe quá nha. 190. Cái này dễ thương quá. Teacup 95 đồng nha mọi người. 95. Còn đây còn có một cái crack của nó, rất là bự. Cái này là crack 3 nha mọi người. Cái này là 600 nha, 600. Very good. Mỗi một tuần Ngân đều có cây mới ập lên trong mấy cái khúc này nha mọi người. Luôn luôn có cây mới đem ập lên. Những cây nào khỏe khoắn mà có màu đẹp là Ngân sẽ ập lên ha. Cây này lên va nè. Ê, cây này lên đây, bên đây đẹp quá, phải lấy xuống. Cái này nó có hết luôn. Cánh tròn. Cái này 140 đồng nha mọi người. Very good, 140. Ủa đây gót tật à. Cái này khi mà bỏ ra mát á, cái bắt đầu tỉnh lại rồi. Cái này hàng ba. Ok. Cái này đẹp quá ta. Bây giờ không thấy.
su. Cây này tỉnh rồi nha mọi người. Và bông đẹp. Ọt đẹp mọi người. $190 nha mọi người, $190. Dáng đẹp mọi người. 190. Bông dày. Trong cái chậu nè, 190 nha, trong chậu chu đi có 3 bông. Ui chào, cái nặng. Cái bông này là rất là dày. Cánh tròn dày. Quá trời bông. Nó là chắc đẹp lắm á. Cái này. Cái này tỉnh đó nè. Lá khô vậy là biểu hiện của sự mọc rễ nha mọi người. Khi mà cây mọi người mà có lá khô nhiều á, có nghĩa là nó mọc rễ. Lá khô phía dưới nha, là có nghĩa là nó đang mọc rễ. Nó rô á, nó rô quýt á. Đó, nó rô quýt á. Cây này quá trời bông nè. Cái này bỏ xuống thì nó khô quá. Nhưng mà cái này khô mà sống. Cái này cái màu đẹp. Được. Quá trời baby. Phía dưới nè. Đó. Xích nó quảng bệnh. Dáng đẹp. Chậu đẹp. $280 nha mọi người. Rất là dày. $280. Cái chậu $55. Cái này dáng đẹp lắm mọi người ơi. Màu cũng đẹp mà bông va đẹp. $280 nha mọi người. Hàng pha có nghĩa là hàng có nhiều màu á. Đẹp không? Cây này có rễ rồi, nuôi mình không sợ chết. Okay, mình thôi. Thôi chắc đẹp rồi. Nếu mà ai thích cái cây này thì Ngân sẽ quay phía đằng sau cho mọi người coi ha. Thì nói Ngân. Cây này bông hồng đỏ. Xí muội. Cây này rất là bự nha mọi người. Cây này giá 900. Rất là bự. Rất là đồ thọ sổ. Bông hồng đỏ. Hoàn hảo. Thấy bông quá đẹp. Đây là Bingo lấy đi khổng lồ. Cái này hàng va nha mọi người. Cũng cuộc xem tin. Cây có rễ rồi là nó có nhiều cái lá khô á. Cái này là 450 nha mọi người. Fully rooted rồi. Cứng lắm rồi. 450 là luôn cái chậu nha mọi người. Nguyên set này là $450. Fully rooted. Có rẻ rồi.
hàng ve nha mọi người. Cái chậu này bự lắm mọi người nha. Ý vậy trời, bà nặng, nặng lắm. Cái này cũng coi ve nè. Lên vàng hồng cam. Cái này là hàng ve nha. Nó là củ cây này nè mọi người. Cây này. Mà cái này là cratered. Cái bông của nó sẽ lên như vậy. Hàng hiếm. Xanh chống hồng. Khơ. Ha. Cái màu nó như nụ bông hồng này, mọi người thấy không? Cái này là bông hồng va nha. Bông hồng va. Cái này giá cho mọi người là 90 đồng. 90 đồng nha mọi người. Bông hồng va cluster. Đó, thấy không? Curly ha. Bông hồng va cluster 90 đồng. Hàng đó hiếm. Còn cái thằng này, ui chào cái bông, bông ba, màu, cây này 250 nha mọi người, cây bì hai này nè, 250, còn cây phía trước này là 190, rất là bự nha, ai chưa có cái giống này, lấy cái giống này nha, giống này khó kiếm lắm, mà dáng đẹp hoàn hảo không bị gì hết, mốt lên màu ba đẹp lắm mọi người, cái này đồ hiếm ha. Dáng đẹp 190 nha mọi người. Oh, cái lít xo này hiếm nè. Cái này 80 nha mọi người. Cái này tỉnh nữa nè. Cái này là Cashmere 450 đồng mọi người, cái cây nha. Blue Cashmere 450. Khi nó tỉnh lại nó có thể lên 550-600 nha mọi người. 450 vậy nè. Cái chậu 60 đồng nữa. Cái này thì bự quá. Cái này thì là 600 nha mọi người. 600 đồng rất là bự. Nó từ khúc này nha. Right here nó chạy được. Từ khúc này. Nó là đẹp lắm á. Nói chung là mấy cái cây khoét á nó hơi bị khô lá đó. Oh, chim đi. Nó sáng ngày. Oh, cái này đẹp quá mọi người ơi. Cây này trong cái chậu con cá màu vàng nha mọi người. Cây này có giá là 300 nha mọi người. 300 đồng. Rất là đẹp. Màu rất là lạ luôn mọi người ơi. Màu đẹp trong cái chậu con cá nè, 300. Chậu con cá 70 đồng nữa nha. Cái này ve nè.
250. Tưng 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 tưng. Ừ, chưa. 80 luôn cái đồ chợ. Mấy em rất là thiếu nước. Mấy em cần được uống nước. Nhưng mà mấy em rô. Thấy không? Mình để cái mà nó rô một khúc luôn nè mọi người, thấy không? Cái phần màu xanh này nè, cho tới đây là nó rô. Ha. Cái này cũng gần là rô khỏe khoắn đẹp đẽ ha. Bông đẹp quá trời luôn, màu hồng. $350 nha mọi người. Oh my god, lâu lâu cái mình chị Hương đi chơi mình mới chăm sóc cây á. Mình ra mình quét lá khô. Mình không lặt lá khô mà mình quét lá khô. Cũng vui. Lá khô nhiều quá tại vì mấy em thiếu nước. Thì ngày mai là Ngân sẽ cho mấy em uống nước rồi. Mấy cây của Ngân ngày mai được uống nước. Nó uống nước một cái nó khỏe mọi người. Cái này của Ngân là đủ màu trong một cây luôn nè, tím nè, hồng nè, vàng nè, dáng đẹp nè, rất thịt nè, trong cái chậu vàng. 220 đồng. Hôm nay Ngân có cây khác mì đẹp quá. Hợp với nó ghê luôn. Cái này là nó sẽ là màu đen nha. Năm có thể là hai lần màu đen đỏ. Cái này dáng đẹp lắm mọi người. Cái này tuyệt sắc nhân dân luôn. Bông nhỏ tí hồng. Fully rooted. Em xinh đẹp và lung linh. Em fresh thật nha mọi người. Em dễ thương. Bông quá à. Em xứng chim ghét thu quá đi thôi. Con ba nè. Em ơi em này mình nở bông ra cưng xỉu. Mình thích lắm á. Tại vì nó là khuyên gian bông nhỏ mà very unique đó. Nó rất là lovely. Cái very unique của nó. Đủ màu hết mà nhỏ chút chút cưng cưng giống như hoa mai nè, kia thư bốn tờ fully rooted. Em đã chơi phơi nắng được rồi, em ở ngoài trời, em xinh đẹp và lung linh. Ai thích cây nhỏ hơn thì lấy cây này. 190 đồng. Em xinh đẹp và em lung linh, em có rễ rồi. Chưa tính chậu nha mọi người, cái này là tính cây thôi ha. Sorry mọi người đang vẫn còn cây trên đường mà mình phát tích quay phim á. Chưa có được chủ. Cố gắng hết sức mình. Nói fully là mọi người theo dõi Ngân. Coi Ngân tình vui như thế nào.
Mm-hmm.
Bự là nó xuất sắc luôn. Cái này ngân là 40 inch nha, 40 inch rất là bự. Cái này dưới 2000 ngân không bán. Bây giờ nó size này ngân không nhập vô được, không nhập vô được cái size bự này nữa mọi người. Không nhập được, mà có nhập cũng rất là tốn tiền shipping mà mang về sợ bị gãy mọi người. Nuôi lâu thấy mò, mà sợ bị gãy lắm mọi người. Về gãy làm đôi không ai mua. Có lần năm ngoái về gãy làm đôi. Ai biết được đâu phải tắt. Shipping mắc mà về bị gãy, không thôi thì thối, thôi mệt, mệt. Thôi để tôi chơi cho sướng. Nó lấy nhỏ. Giờ có nhiêu đây chăm sóc nhiêu đây thôi. Cái này lên màu vàng ha. Cần xỉu luôn. Cái này là 280 đồng ha. Em xinh đẹp và lung linh. Tôi sẽ có một tiếp xíu những cái cây nhỏ nhỏ 900 mà ơi, nó khỏe gì đâu. Ngân rất là thích dáng những cây này luôn á. Cây này cái dáng nó ngoan ngoèo. Đẹp gì đâu là đẹp. Tôi nhận phải cuốn cái cây này cho nó tỉnh lại. Không cho nó ra nắng nữa. Nó quá đẹp. Cái dạng dáng quá đẹp. Ngân thích cái ọt mà nó cong cong quèo quèo gì giống như là Phật ngàn tay á, giống như cái tượng Phật ngàn tay đưa lên á. Cho nên là nếu như ai mà ở gần Ngân á mà muốn lấy cây này về chân tượng Phật ngàn tay mang về nhà mát mát là bảo đảm đẹp luôn, y chang một tượng Phật ngàn tay. Ngân nghĩ là nó phải nằm trong một cái ngôi mát mát chứ. Tôi mang cho xuống mát, tiếng nhà quay phim xong mang xuống mát ha. Vậy ha, người sẽ quay mấy cái nhỏ nhỏ cho mọi người mua ha. Bạn cái nấm nó bị gãy rồi chị, nó gãy lâu rồi. Không biết giờ si còn nhiều không thì không biết, lâu lắm rồi không ghé bạn. Mấy hiện cái gì quá đó, xin si không có chú tâm lắm á. Chứ nếu như ngày xưa là si là the top á. Tất cả. Cái này quá đẹp. Cái này tên gì chị em quên nó rồi. Quên đi. Cầm dùm chị đi.
giờ cái group đó bây giờ chơi cũng cái gì cũng có hết rồi. Đi sức bả là 500 tới 1.000 đồng. Chị bận lắm. Em à. Bả mà bả dễ thương lắm. Chị Thùng bây giờ đi làm bạc tham hả? Nghe nói thì si mà cạnh tranh là si nhức đầu cạnh tranh. Ồ. Tiền đâu? Dễ thương á, ôi trời. Thấy chưa, nó cute không? Ôi trời, nó dễ thương. Hồi xưa nó ugly lắm á chị. Hồi xưa nó very ugly luôn á. Nó mới tỉnh lại thôi. Nó mới tỉnh mà. Em nuôi đi. Mới tỉnh thôi. Em nuôi đi. Thôi về nhà chị chụp đi. Chưa chiếm không chưa rare không là rare.